Sau nhà xin chào cả nhà nhé. Em vừa dọn xong tiếp con TL6 lên sóng phục vụ các bác luôn. Đợt này thì cứ lên con nào dọn cái dòng này là bán ngay hết các bạn. Cuối năm các bác mua máy giờ bán khá là nhiều. Thời tiết đợt này miền Bắc nó cũng lạnh mà, cộng với cuối năm nữa tiêu thụ máy giờ bán khá là nhiều mà. Một con TL6 rất là đẹp các bác nhé. TL6 này, đây là cái dòng tầm tiền, gọi là thời điểm này nó quá rẻ. Năm ngoái con này có giá sắp xỉ 7 triệu. Năm nay bây giờ là 3 triệu rưỡi các bác nhé. Em bán 3 triệu rưỡi bảo hành 1 năm luôn. Hơn 3 triệu các bác có cái máy rửa bát cho gia đình phục vụ rồi, dùng hàng chục năm yên tâm, chẳng phải nghĩ gì đâu ạ. Đấy, quá rẻ, bằng một chuyến ăn nhậu hay chuyến đi chơi vớ vẩn thôi. Con này em để mã số 1 này, mặt mũi hình thức em làm rất là đẹp rồi các bác nhé. Đấy, mặt mũi hình thức đẹp, lưng tôn con này cũng rất là đẹp này. Nhiều nước đang phun nhé. Tất cả các máy khi em bán em đều phải test hết. Đấy, con này lưng tôn cực đẹp luôn. Bác đang có nhu cầu thì chốt luôn này nhé, quá đẹp. Mã số 1 nhé. Nước nóng nghi ngút ạ. Quá sạch luôn. Xếp 12 cái bát con quá nhé. Mỗi hàng 6 cái, chỗ này xếp 6 cốc này. Các bác không xếp cốc thì xếp khoảng 6-7 cái bát ô tô, à bát con nữa. Xếp 6 cái đến 8 cái đĩa này, 3-4 cái bát ô tô, đũa thìa. Đấy, bác nào dùng bột rửa thì cho ở đây, còn không dùng thì thôi ạ. Hoặc là hất thẳng vào trong này. Khay rác mình rửa xong mình đổ rác đi. Từ răng chỉ các thứ, nói chung là con này chả có gì chê, quá đẹp. Đối tầm tiền thì nó là xuất sắc đấy. Con này bán 3 triệu rưỡi, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Hình thức mua bán thì đặt cọc trước 500 các bác nhé, chuyển khoản. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng, các bác thanh toán nốt cho bên giao hàng.